Hello anh em, trưa nay em sẽ lên hai chiếc quân đội và một em độc lệ đây, Iwinger. Đây là một cái thương hiệu chuyên sản xuất các cái dao đa năng của Thụy Sĩ đó anh em. Chính vì vậy mà cái thép của nó là cũng rất là ok. Đây. Đây đúng đúng chuẩn Thụy Sĩ luôn, Wenger Swiss Military. Đây nấm nấm zin của nó luôn nè, nó có hình cái dấu cộng này. Rồi ok, giờ là 12 giờ 22 đấy. Nói chung đây là một cái thiết kế theo chuẩn với phong cách của quân đội rồi. Số học trò nó chia ra làm từ 1 tới 12 và ở phía bên trong hoặc là đôi khi sẽ là các cái vạch ngoài sẽ là các cái số tiếp tục là từ 13 cho tới 24. Cái kiểu nó là như vậy á. Thì chiếc này theo đánh giá của em thì dây cũng còn khá tốt. Một vài mắt trên ở đây là dây dây thép rỗng thôi chứ cũng không được thép đặc đâu. Vẫn còn một một nấc để nối dây ra như vậy. Chiếc này để em lên tay thử coi. Rồi ok, con này thì chắc mấy anh em cái chùm tay 18, 17 năm 18 chắc vẫn ok. Khá dài. Đây là size. Rồi size 40. Sắp tới đầu tháng em sẽ về những chiếc đồng hồ hàng tuyển cho nên là từ giờ tới cuối tháng em sẽ sale mạnh các cái sản phẩm để và sắp tới em sẽ bớt chơi hàng cỏ lại, em sẽ tập trung vào đánh những mặt hàng, hàng gọi là hàng tuyển, hàng hàng đẹp và gọi là hàng chất lượng đó. Để mấy anh em mình khi mà mình sở hữu những cái món hàng qua sử dụng nhưng mà độ mới nó còn rất là cao, anh em cũng được tiết kiệm nhiều mà mình cũng an tâm về cái chất lượng khi mà mình nhìn vào cái sản phẩm. Thì chiếc này size là 40, niềng xoay được, độ mới cũng còn khá tốt. Và còn nguyên hộp của nó đây, hộp giấy thôi. Rồi, ok. Chiếc này em sẽ để cho anh em giá là 1 triệu chẵn đi. Ok. Thôi, triệu chẵn đi. Rồi, một chiếc quân đội. Rồi, chiếc thứ hai sẽ là một em cũng là quân đội Thụy Sĩ luôn, Luminox. Anh em nhìn thấy cái hộp và cái những cái sổ thẻ của nó này thì anh em cũng mình để có thể hình dung được một cái sự chất lượng cũng như là cái những cái sản phẩm mà gọi là cao cấp ấy, thì nó ở lúc nào nó cũng trau chuốt vào các cái chi tiết như thế này. Sổ thẻ còn đầy đủ. Chiếc này thì đây là cái sợi dây zin, đây là sợi dây zin. Khi mà em về chiếc này thì nó chỉ còn lại một cái đầu dây như vậy thôi. Đây là đầu dây zin, nó có cái logo Luminox này. Nhưng mà chỉ có một đầu thì dĩ nhiên thì đâu có đeo được. Em đã đặt một cái sợi dây cao su ở trên Shopee, giá là 90k. Và nó mới, nó rất là mượt, nó sờ vào nó rất là mượt, nhưng nó mượt lắm. Còn cái dây zin nó lại nhám. Dây zin nó khá là nhám thì không biết là do cái nó qua thời gian nó lâu rồi ấy, thì nó nhám hay là nó thiết kế dây như vậy. Thì đây là khó zin nè, khó đúc đặt luôn. Và đặc biệt cái chiếc này á, nó là sử dụng vỏ bằng carbon. Đây, carbon case có nghĩa là toàn bộ cái thân vỏ và cái niềng này nè, tất cả đều bằng carbon hết. Chính vì vậy mà nó rất là nhẹ và cái chất liệu này nó cũng an toàn, nó cũng an toàn cho da cũng như là mình mang á, nó cũng khá là bền. Thì ở chiếc này em sẽ sale xuống còn là 1.450.000. Đó. Chiếc này hôm trước là như em bán 1.650 hay sao? Đầy đủ hộp này.
Đây em sale còn 1450. Rồi em mới về thêm hai chiếc này cũng hay hay thì em cũng sẽ lên luôn. Rồi anh em nghỉ chưa? Chiếc thứ ba là một em Classen, lồng sâu, lồng chảo đó, gọi là lồng chảo. Em thấy không, nó thiết kế này nó cái miệng nó giống như cái chảo đó. Nó cong xuống, và đặc biệt cái hãng này nó thiết kế cái kim dây này nó cũng bị bể cong ngay chỗ cái chảo này. Đây, đó, cái kim này nó cũng cong này. Đó, đó, vậy là anh em thấy rõ hơn rồi nè. Cây kim dây là cũng cong và cây kim phúc nó cũng cong nha. Còn cây kim giờ thì nó kéo tới cái đầu lòng chảo là đã ngưng rồi. Đó. Chiếc này thì nó một cái kiểu đơn giản, nó hơi độc ở cái phần lòng chảo thôi. Kính thì kính tràng viền. Nhưng mà con này nó có một cái điểm rất là đáng khen, đó là cái sợi dây và cái nước vàng hồng của nó vẫn còn rất là mới, gần như là mới ken luôn. Đấy, dây zin khó zin toàn bộ, ngay cả cái đáy của nó là vẫn còn cái nước vàng của nó còn rất là tốt. Em nghĩ những cái chiếc đồng hồ cũ đã qua sử dụng á, mà cái nước vàng nó còn giữ tốt như thế này á, thì nó là cái nước mẹ nó tốt, chứ không phải là những cái đồng hồ mà nước vỏ si á, hay là nước mẹ si dở thì chắc chắn là nó sẽ bị bong chóc ngay. Đây, khó bằng thép không gỉ nè. Ngoài ra thì đây cũng nó cũng sử dụng gọi khóa thông minh này, những cái chốt thông minh như vậy á, mình rất là dễ sử dụng. À, mình kéo ra kéo vô là mình có thể tự tự lắp ráp ở nhà được. Đó. Đây. Thì bên đây cũng vậy rồi. Ok, đo sai đây, con này chắc 41 ha. Rồi ok, con này sẽ là size 42. Đó. Cái loại dây lưới này là mấy anh lớn tuổi thích lắm, tại vì mang nó ôm tay mà nó nhìn nó có vẻ nó kiểu nó già, gọi là đứng tuổi đó. Đó. Chiếc này thôi là để cho mấy anh em giá là 900k nha. Đây là máy pin thôi, nước vàng cò vàng hồng còn rất là mới. Rồi ok, 900k. Và cái cuối cùng nè, cái chiếc này nó có cái gì hay không? Trước tiên á, nó là nó có cái đây, nó hiển thị cái màn hình điện tử ngay trên cái mặt kính luôn. Và hiện tại em cũng đã chỉnh giờ cho nó đúng với lại giờ thực tế. Cái nút góc 10 giờ này là cho phép mình ẩn hoặc là hiện cái khung điện tử đó. Cái nút góc dưới đây dưới 8 giờ là cho phép mình chỉnh ngày giờ. Đó, nó đang đó, anh em chỉnh thì chỉnh lên thôi, đó, đại loại thế. Đó. Ngoài ra thì nó còn có hai cái phím nút bên đây á, là ngoài cái việc mà mình chỉnh giờ khi mà mình chọn cái chế độ chỉnh giờ thực tế, hoặc là mình ví dụ như em bấm nút 2 giờ nó sẽ chuyển qua ngày thứ nè. Đó, ngày 21 tháng 7, thứ năm, Thursday, đây là viết tắt của thứ năm á, thứ năm nè, ngày 21 tháng 7. Có nghĩa bình thường á, sẽ là như vậy, sẽ là giờ thực tế, nhưng khi bấm qua nút 2 giờ nó sẽ chuyển qua ngày thứ đó. Ngày thứ tháng ngày với tháng nhé. Còn cái nút này á, là cái kiểu báo múi giờ thứ hai, có nghĩa là anh em á, có thể chỉnh một lần á, hai cái múi giờ, nó cho phép mình chỉnh hai cái múi giờ đó. Ví dụ như anh em có người thân hay là mình đi nước ngoài á, mình có thể chỉnh thêm một cái múi giờ nữa, rồi sau đó mình nhấn cái nút này để mình biết cái giờ mà mình cần á, múi giờ thứ hai á, sẽ là bao nhiêu giờ. Ngoài ra chiếc này nó cũng có hệ thống kim, như vậy chiếc này nó sẽ sử dụng tới ba cái múi giờ khác nhau, gồm có múi giờ kim và hai múi giờ điện tử, để cho anh em có thể tùy cơ ứng biến. Đó cũng là một điểm rất là hay. Chiếc này thì nó là của Nhật, đây là một hãng dây xích là của Nhật. Dây khó nguyên zin hết, dây thì hơi cũ, nên là chiếc này á, anh em lấy về cũ nhưng mà vẫn dùng được nha. Dây này là kiểu dây vải, dây dù nè, nó cũ,
Có điều là nó vẫn chưa tới mức là phải phải nát tới mức mà mình bò thay. Nhưng mà em sẽ trừ tiền cộng dây cho anh em luôn, để khi mà mai mốt anh em sử dụng á thì nó mục quá anh em đổi dây mới. Rồi ok, để em đo sai đó. À, con này là size 40.5. Rồi ok. Thôi chiếc này em sẽ để cho anh em giá là 650. Đó. Một em vừa kim vừa điện tử cũng khá là hay. Rồi, cảm ơn em. Trưa nay em lên 4 chiếc như vậy.